Còn đối với ngành ô tô này thì theo kinh nghiệm của Thanh chạy thời gian vừa qua thì đây là năm yếu tố quyết định trực tiếp tới hiệu quả quảng cáo. Ở đây có một vấn đề rất là mắc cười, đó là nhiều bạn á cứ tập trung hỏi tệp, đúng không, tập trung tới ưu tệp, tìm cái tệp cho tốt. Nhưng mà các bạn biết không, thị trường bây giờ càng lúc nó càng cạnh tranh rất là khốc liệt rồi. Bây giờ những cái chiến dịch của Thanh á, thật ra thật sự chia sẻ thiệt tình với các bạn, nếu như thời điểm mà 8 tháng trước, 6 tháng trước nha, Thanh lên 10 chiến dịch gần như là Thanh để luôn trong vòng 30 ngày, Thanh không phải chỉnh sửa gì nhiều, nó sẽ tự hiệu quả. Thanh sẽ chia sẻ về 4 phần sau. Thứ nhất đó là Thanh sẽ nói về công thức tam trụ khi làm quảng cáo. Thứ hai là chúng ta sẽ demo thực tế và trực tiếp hai cách tạo chiến dịch. Đây là hai cách dành cho các bạn có cả hai góc nhìn luôn. Với những bạn mà tại vì khi mà Thanh khảo sát trên trên nhóm của mình á thì gần như là gọi là 45% các bạn là chưa biết về quảng cáo và chưa từng chạy quảng cáo. Còn khoảng 50-55% các bạn là đã chạy rồi và đang dùng công cụ Ad Manager là trình quản lý quảng cáo. Thì thực tế cả hai thì thực tế là khi mà chạy quảng cáo nó có hai cái trình quản lý lực, một là trình Ad Manager, còn hai là trình Ad Center, trung tâm quảng cáo. Thì cả hai cái này mỗi cái nó có ưu nhược điểm riêng và phù hợp cho những bạn, ví dụ những bạn mới các bạn có thể tiếp cận với cái trình cơ bản, còn những bạn vô lâu rồi các bạn dùng những trình nâng cao ha. Thì Thanh sẽ demo hai cái nhanh thôi để cho các bạn hiểu qua nó là cái gì đó và cái tính năng của nó như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ tới phần 3 là các yếu tố làm nên quảng cáo Facebook bán xe hiệu quả. Thanh sẽ chia sẻ 5 yếu tố ha, và cuối cùng là sẽ có phần hồi táp. 5 yếu tố. Ok. Rồi, 5 yếu tố thì các bạn đã nhìn thấy cái hình này rồi đúng không? 5 yếu tố nó sẽ là tệp, câu chữ, video, chatbot và yếu tố thị trường. Đây là 5 yếu tố quyết định một cái quảng cáo trên Facebook của bạn hiệu quả hay không. Tất nhiên đây là quảng cáo Facebook bán xe ô tô hay các bạn. Còn với những cái sản phẩm khác thì nó sẽ có những yếu tố khác. Hôm hôm nó cũng sẽ đâu đó trong 5 yếu tố này thôi, nhưng mà cái sự ưu tiên nó sẽ khác nhau. Còn đối với ngành ô tô này thì theo kinh nghiệm của Thanh chạy thời gian vừa qua thì đây là 5 yếu tố quyết định trực tiếp tới hiệu quả quảng cáo. Ở đây có một vấn đề rất là mắc cười, đó là nhiều bạn á cứ tập trung hỏi tệp, đúng không, tập trung tới ưu tệp, tìm cái tệp cho tốt. Nhưng mà các bạn biết không, thị trường bây giờ càng lúc nó càng cạnh tranh rất là khốc liệt rồi. Bây giờ những cái chiến dịch của Thanh á, thật sự chia sẻ thiệt tình với các bạn, nếu như thời điểm mà 8 tháng trước, 6 tháng trước nha, Thanh lên 10 chiến dịch gần như là Thanh để luôn trong vòng 30 ngày, Thanh không phải chỉnh sửa gì nhiều, nó sẽ tự hiệu quả, nó tự ra số và nó tự có luôn. Nhưng mà thời điểm này á, 10 chiến dịch lên thì đâu đó khoảng 3 chiến dịch, 4 chiến dịch, khoảng 4 trên 10. Thay vì hồi đó là chỉ có 1 trên 10, bây giờ là 4 trên 10 chiến dịch là Thanh phải có liên tục trong quá trình chạy 30 ngày đó. Phải thay câu chữ khác nhau, phải thay video khác nhau, phải chọn cái tệp chắc hơn, phải cài lại chatbot. Đó là những cái hoạt động mà phải làm, vì thì cho các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không? Thị trường càng lúc càng cạnh tranh, Facebook nó sẽ càng ưu tiên cho những người làm tốt hơn, những cái mẫu quảng cáo tốt hơn. Thì thành ra tệp nó chỉ đóng một phần trong số 5 phần này thôi. Tức là nếu mà bạn chỉ tập trung chăm chăm vào bạn tìm những cái tệp tốt, tìm những cái tệp tốt của Facebook á, thì bạn chỉ giải quyết được 20% vấn đề thôi, còn lại 80% kia là chưa, mà không giải quyết được ha. Thì không giải quyết được thì chắc chắn quảng cáo của bạn không ra số đó. Rồi thì đây là 5 cái, thì mình sẽ đi vô từng cái vậy nè. Mình sẽ đi vô từng phần ha. Đầu tiên á là tệp đối tượng các bạn, thì mình phải hiểu được cái bản chất của nó, cái bản chất mà Facebook nó định danh cái tệp đối tượng như thế nào. Hồi nãy Thanh chỉ các bạn vào cái chỗ mà sở thích rồi đúng không, trên Ad Manager hoặc là trên trên Ad Center. Và rồi thì bản thân cái tệp này, ví dụ Jim Rohn hoặc là Jack Canfield, những người mà người ta có sở thích này, thì cụ thể là làm sao Facebook nó định danh được, nó biết được mình thích cái đó. Thì đây Facebook nó dùng những yếu tố này nè bạn, nó coi mình dùng điện thoại gì, mình vô vào wifi nào, mình đang ngồi ở địa điểm nào, Hồ Chí Minh hay Hà Nội hay là Đà Nẵng hay là ở nước ngoài, mình thích đọc các mẫu nội dung nào, những cái mẫu nội dung trên Facebook á, những cái nội dung trên 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 trang chủ hoặc là của bạn bè mình đó, hoặc là mình vừa mới chat với ai, mình chat nội dung gì luôn. Ví dụ hôm qua mà nhắn là khách hôm qua mà nhắn là ê mày, tao đang muốn mua cái chiếc Hyundai Santa Fe quá, tự nhiên tao thích chiếc này quá, gửi tấm hình qua các thứ, cái xong mấy bữa sau quảng cáo Hyundai nó hiển thị tới luôn. Nói vậy các bạn, Facebook nó học hết, tại vì mình đang chơi trong cái nền tảng của nó, mình đang sống trong cái môi trường của nó, thì nó sẽ có, Facebook nó sẽ có toàn bộ như thế này, nó theo dõi, nó đo luôn cả cái việc bạn click vô cái mẫu quảng cáo nào, bạn bình luận như bài viết nào, hoặc bạn inbox cho cái trang thể loại nào ha.
như thế này, ví dụ bạn hay có khuynh hướng mà bạn bạn like những cái trang mà về về công nghệ đi, đúng không, kinh tế hay các thứ, thì nó sẽ ghi nhận là bạn có thích những yếu tố liên quan tới công nghệ, thì nó sẽ ghi ra. Nếu mà ai nếu mà nhà quảng cáo người ta chọn á, nếu mà nhà quảng cáo ở đây là người ta chọn một cái sở thích về công nghệ thì khả năng nó sẽ dính tới bạn cao. Ok các bạn, thì đây là đối tượng, mình hiểu bản chất như vậy để mình biết là bản thân bạn đang bán một chiếc xe, là không phải là mình bán cho những cái đối tượng này, những sở thích này, mà mình bán cho những con người thật ở ngoài, đúng chưa? Mà những con người thật ở ngoài nó sẽ được thể hiện trên Facebook thông qua những cái tệp sở thích này. Mình đang bán xe, nhớ kỹ nha, cái câu nói của thật, bán xe là mình bán cho người thật, thì mình phải hiểu người thật là một con người, người mua xe, người có tiền mua xe, cái xe mấy trăm triệu, thì bản thân cái người đó đó, nếu mà người ta có chơi TikTok thì TikTok nó sẽ có những cái kiểu định danh khác, định danh những sở thích của họ, hoặc là người ta có chơi Facebook, có Facebook thì Facebook nó sẽ có những cái định danh đi, có chơi Google, có tìm kiếm trên Google, có lên YouTube, thì tất cả những cái nền tảng này nó sẽ định danh họ theo cái ngôn ngữ của họ, theo cái ngôn ngữ của cái nền tảng đó. Đó là cái bản chất ha. Thì bây giờ đối với Facebook nó định danh bằng việc là bạn ngồi ở đâu, bạn dùng wifi, bạn làm này nè, thì dựa vào những cái này nó sẽ ra cái tệp sở thích, thì bạn nhắm tới tệp sở thích này, nhưng mà bản chất là bạn đang muốn tiếp cận tới người ngoài này thật kìa. Bạn biết vậy đến chi, bạn dùng logic để bạn suy luận như vậy. Thì nếu mà bạn bạn bán xe mà bạn thấy thì đối tượng của bạn nhắm tới, sao thấy toàn là mấy ông mà toàn là những người mà chơi làm bên ngân hàng không à, làm bên lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm không à, thì bạn sẽ nhắm tới những người làm ngân hàng bảo hiểm, coi coi những người làm ngân hàng bảo hiểm người ta có những cái thói quen gì, người ta hay vô những cái blog nào, những cái trang nào, VnExpress hay các thứ ha, mà sẽ khai thác như vậy. Đó là những cái hướng mà cho bạn mở và không bao giờ bị bó buộc vô bất kỳ một cái tệp đối tượng nào hết. Hoặc là đối tượng là bất động sản đi, thì bạn phải target vô gì, nhắm đối tượng vô những người mà bất động sản hay là những cái thứ mà những cái chung cư, những biệt thự luxury các thứ ha. Đó là cái mà bạn cần hiểu. Chứ nhiều bạn cứ hỏi tệp thì đúng là Thanh sẽ chỉ tệp, hoặc là những một người nào đó tốt bụng thì nó sẽ chỉ cho bạn một vài tệp, nhưng nếu mà không hiểu bản chất của cái việc Facebook định danh người ta như thế nào, bạn sẽ không bao giờ tự mình có thể tìm cái tệp ngon. Ok không bạn? Rồi Google cũng vậy, nếu mà bạn chạy Google thì Google nó định danh bằng cái keyword, cái bộ từ khóa, thì bản thân bạn tìm được con người thật ở ngoài, mà đối với Google thì bạn phải dùng cái ngôn ngữ là keyword với nó thì nó mới ra được ha. Rồi ok, tiếp theo định danh là cái chữ quan trọng nhất trong phần đối tượng này. Thứ hai, con chữ. Thì con chữ ở đây Thanh đưa ra cho các bạn là ba bước ha, ba bước để có thể có một cái bộ câu chữ đẹp. Ở đây bạn thấy câu chữ là gì, cái phần này đó là cái phần chữ nghĩa nè, mình chưa nói tới hình ảnh video nha. Câu chữ là phần này, thì ở cái phần chữ này bạn sẽ có ba bước. Bước đầu tiên là bạn phải xác định nỗi đau của người ta là gì, bước hai là bạn có cái gì để giải quyết nỗi đau đó, và bước ba là bạn viết bài. Nhiều bạn cứ nhào vô viết bài, hoặc là bạn copy một cái bài của người khác, nhưng mà copy một cách ngẫu hứng sai lầm, nên chắc chắn là bạn copy một cái bài đó không hiệu quả. Tại vì sao? Nếu mà bài đó bạn copy chơi chơi thì nó giống với người ta, thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề. Còn nếu bài đó bạn copy của người ta mà bạn chạy quảng cáo y chang cái bài đó, thì bạn hiểu gì không? Facebook nó là cái máy, nó biết được cả cái bài viết giống như vậy, người này đã chạy quảng cáo rồi, thì bây giờ có một cái người thứ hai chạy nguyên cái bài đó nữa, chỉ sửa lại thông tin liên hệ thôi, thì nó sẽ đánh giá cái bài số 2 này là cái bài copy của bài trước, nâng cấp của bài trước, nó sẽ cho cái bài số 2 điểm chất lượng thấp hơn và mình sẽ mất tiền. Đó là Facebook nó thông minh lắm các bạn ơi. Thì cái cách của mình là mình không đi từ cái chỗ viết bài, không copy người ta, mà mình sẽ đầu tiên mình phải xác định nỗi đau của người ta là gì. Thì những cái nỗi đau của khách hàng thường thường là gì? Người ta đang cần những cái chương trình khuyến mãi tốt, người ta muốn giao xe đúng hạn, người ta muốn xe đủ màu giao ngay, người ta muốn những cái mẫu xe hiếm, những cái phiên bản xe mà chỉ có showroom bạn mới có, hoặc là người ta cần vấn đề về trả góp. Còn coi cái nỗi đau nào là quan trọng nhất. Tiếp theo đó là bạn mới có gì, và xem thử coi bạn có cái gì để giải quyết cái đó không. Anh ví dụ một trường hợp, như trường hợp của phòng phòng kinh doanh của Thăm hồi xưa ấy. Có nhiều người trả góp, mua xe trả góp nhưng mà người ta cần vay cao, thì bên anh có giải quyết cái vấn đề dùng cái mối quan hệ của anh trưởng phòng trước đây, anh chị trưởng phòng trước đây, thì có thể là cho vay cao được, vay cao có xe vay được 90%, có thể giao được 95% các bạn. Bạn nghĩ đi, một chiếc xe chỉ cần, thay vì bên khác là phải bỏ 200 triệu, còn bên này chỉ có 100 triệu là có thể lấy xe được rồi, thì đó là một cái lợi thế so sánh cực kỳ tuyệt vời của bạn. Thì bạn phải viết bài đánh vào cái nỗi đau mà trả góp, nỗi đau trả góp phải mua xe các thứ, làm cho người ta kích thích người ta. Bạn nói bạn là cái đơn vị mà bạn là người duy nhất tại Việt Nam có thể giải quyết được nợ xấu nhóm 5,
là bảo dính. Nhưng mà cẩn thận nha, nó cái từ trả góp hay vay hay thanh toán hay nợ là nó có thuộc của cái từ khóa cấm đó, chạy là khóa fanpage, khóa tài khoản bạn luôn, nên mà phải biết cách mà lách cho hợp lý. Xác định nỗi đau là gì rồi coi coi mình có cái gì để giải quyết nỗi đau đó, và một bài viết tập trung cho Thanh một nỗi đau thôi, cuối cùng mới viết bài. Thì bạn thấy cái bài này của Thanh không, cái bài là bí thuật tự học quảng cáo Facebook hiệu quả cho sale ô tô. Vì sao mà các bạn ngồi lại ở đây hai mươi mấy con người ngồi với Thanh tới thời điểm này, có phải là vì bạn tiếp cận tới Thanh, có lẽ không phải là vì bạn biết Thanh từ trước rồi, nhưng mà bây giờ bạn thấy Thanh viết một cái bài mà nó hay quá, xong rồi nó đúng ý mình quá, mà nó có những cái mà trước giờ mình không hề biết, bây giờ mình thấy hứng thú quá, muốn xem quá, các bạn bấm đăng ký đúng chưa. Đó là cái trải nghiệm của khách hàng khi mà đọc cái bài quảng cáo của bạn. Quay lại muốn chốt là để Thanh viết được cái bài này, Thanh phải biết nỗi đau của các bạn là gì, các bạn cần cái gì và Thanh có cái gì. Viết một bài mà bạn không chữa lành nỗi đau của người ta là không bao giờ hiệu quả. Nha. Ok, đây là chữ rất quan trọng nha. Mà nó không chỉ là viết content, viết câu chữ đâu, mà mọi thứ. Bây giờ bạn quen người yêu đi mà bạn không biết được cái nỗi đau của cổ, không biết được cái nhu cầu của cổ là gì là cũng chết. Anh nói thật, khi Thanh quen người yêu được 600 ngày, năm mấy 2 năm rồi, thì ngay từ đầu khi mà quen á, tụi Thanh đã có làm cái bài test, nó gọi là bài gì, nó là bài trắc nghiệm ngôn ngữ tình yêu. Tụi Thanh đã làm rồi, ra mỗi đứa một cái ngôn ngữ tình yêu khác nhau, hoàn toàn hai đứa hai cái ngôn ngữ rất là nổi bật. Ví dụ bạn đó là người thích quà, thích nói những cái lời, thích được nghe những cái lời ngon ngọt đó. Còn Thanh thì Thanh thích gọi là quality time, tức là Thanh thích những cái khoảng không gian, những cái thời gian mà chất lượng hai đứa ngồi nói chuyện và nghiêm túc với nhau, chia sẻ những cái giá trị sâu, những cái về mặt tư tưởng đó. Đó là hai cái kiểu ngôn ngữ cực kỳ khác nhau, nhưng mà vì Thanh ngay từ đầu tụi Thanh đã làm cái bài thử nghiệm đó rồi, và Thanh biết là nỗi đau của mỗi người là gì, cái nhu cầu của họ là gì đó. Thì thay vì bây giờ Thanh nói chuyện với bạn đó, với người yêu của Thanh, hoàn toàn có thể cho ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ chơi với Thanh, nhưng mà bạn sẽ rất là chán, thì Thanh phải nghĩ ra những cái cách, những cái câu từ thả thính cho nó thú vị vô, tại bạn nó thích nghe mà đúng không, nghĩ những câu từ thú vị vô đó. Rồi nhiều cái nữa, rồi mình lâu lâu mình phải nhớ những cái quà, những ngày lễ trong năm mình phải nhớ hết các bạn đó. Thì đó là một cái kiểu mà mình biết được cái nỗi đau. Anh chỉ cần anh nhớ trong năm là nó có bao nhiêu ngày lễ, để những ngày đó Thanh tặng quà hoặc Thanh làm cái gì đó đặc biệt là được. Ngoài ra Thanh nhớ những ngày kỷ niệm, ngày quen nhau nè, kỷ niệm 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, 400, 500, 600, 700, 800 ngày là xong. Đó là giải quyết được vấn đề nỗi đau của bạn rồi. Thì mình hoàn toàn mình có thể lúc mình nhiều tiền thì mình tặng quà lớn lớn, còn không thì mình tặng quà tinh thần, không thì những quà nhỏ nhỏ cũng được, nó cũng có giá trị á. Cho nên mấu chốt là chữ nỗi đau ha. Ok. Các bạn thêm một chữ nữa, tập trung vào nỗi đau đó, tập trung vào nỗi đau, tập trung vào nỗi đau ha, từ hơi dài thì các bạn chịu khó viết lại, vừa viết vừa nhớ, tập trung vào nỗi đau ha. Bạn viết bài mà không tập trung vào nỗi đau là anh nói với bạn fail chắc, fail chắc luôn nha. Số 2 rồi, tới số 3, video hình ảnh. Thì ở đây nó có một cái bài câu hỏi cho bạn. Theo bạn, đây là chiếc Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2021 đúng không? Ba chiếc đều cùng một mẫu hay là khác khác phân khúc gì đó, ở lộn khác phiên bản thì anh cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà nó là đều là cùng dòng hết. Thì theo bạn, với ba tấm này thì tấm nào sẽ là tấm mà chạy quảng cáo hiệu quả nhất? Một hay hai hay ba? Đây đều là Hyundai Santa Fe phiên bản 2021 hết, dòng xe 2021 hết. Giá là trên 1 tỷ. Thì theo các bạn là hình nào hiệu quả hơn? Một hay hai hay ba? Ok. Rồi các bạn, Thanh đã có câu trả lời của các bạn rồi nha. Đâu đó trong số hai mươi mấy người, 22 người tham gia ngày hôm nay thì có khoảng 4 trên 25, 4 trên 24 là bao nhiêu, là có khoảng 15% các bạn là chọn số 3. Cái này Thanh ghi lộn số 3, chắc bạn hiểu mà đúng không? Nhìn cái này là biết số 3 rồi đúng không? Số 3 chứ không phải số 2 nha. Gấp quá. Rồi. 15% các bạn chọn 3, còn lại tất cả các bạn 85% các bạn chọn 2, không ai chọn 1 hết. Ok. Thì đó là lý do mà 85% các bạn chạy không hiệu quả. Xin chia buồn cùng các bạn. Ảnh một xấu quá. Ok, cái đó loại nha. Còn đa phần các bạn bị vướng là chết vô cái số 2, số 3.
85% các bạn chạy không hiệu quả là vì ok bây giờ đã giảm xuống rồi, một số bạn bình luận giảm xuống còn 75% các bạn chọn 2 và 25% chọn 3. Câu trả lời đây là số 3 hiệu quả các bạn. Vì sao? Vì sao thì các bạn phải coi slide kế tiếp của thầy. Ừ, hôm nay cắt máu nó thật cực kỳ giá trị. Thứ nhất, khách hàng á bị thu hút bởi những cái yếu tố mang tính cảm xúc và họ quyết định mua hàng cũng vì những yếu tố cảm xúc này. À, đầu tiên cái tâm lý con người, tâm lý khách hàng là người ta bị thu hút bởi những cái yếu tố mà mang tính cảm xúc nha. Cảm xúc tức là cái sự đẹp. Bạn nhìn vô bạn đánh giá một cái hình đó đẹp hay xấu, một chiếc xe đó đẹp hay xấu là yếu tố cảm xúc. Đó. Và xong bạn quyết định mua hàng, cụ thể quảng cáo Facebook của mình là quyết định để lại số điện thoại, quyết định để lại số điện thoại cũng là bằng cảm xúc luôn. À, cũng là bằng cảm xúc luôn. Bạn thấy cái hình nó đẹp, cái xe nó đã, bạn đang phê, bạn đang có nhu cầu mua xe mà nó quảng cáo đúng cái xe nó ổn mình thích mà đang có chương trình khuyến mãi hay ho nữa, phải để lại số điện thoại coi mới được. Đó là bạn dính, đó là yếu tố cảm xúc. Thì bạn nhìn kỹ ra đi cái hình này nè, bản thân cái bài viết này á mình nói là câu chữ ha, nhưng mà bạn để ý cái câu chữ có phải nó chỉ là cái khu nhỏ này không, còn nguyên cái này chính là nguyên cái hình ảnh nè, nguyên cái phần không gian rộng nhất là phần hình ảnh, tức là người ta sẽ bị đập vào mắt bởi cái hình ảnh trước thay vì là cái gì à, thay vì là cái gì à, thay vì là cái nè, đây chính là phần không gian của hình ảnh nè, của câu chữ nè, còn đây chính là phần không gian của hình ảnh và video nè. Thì các bạn thấy gì không, cái nào to hơn? Cái phần hình ảnh video nó gấp 5 lần cái phần câu chữ, tất nhiên là khi mình bấm vào xem thêm nó sẽ ra dài hơn. Cái phần yếu tố cảm xúc á, mình tách ra con người, một khách hàng á, người ta sẽ bị chú ý bởi yếu tố cảm xúc và người ta quyết định cũng bởi yếu tố cảm xúc luôn. Thì hồi nãy Thanh có vẽ cho bạn cái khung, tại sao thấy là cái phần hình ảnh ở đây nó đã chiếm gấp 5 lần cái phần câu chữ đó. Thì khi mà kéo xuống người ta lướt trên Facebook á, lướt trên bản tin á, người ta sẽ thấy cái hình trước, người ta bị kích thích bởi cái hình rồi mới tới cái phần, rồi người ta mới coi nó có cái gì ở trong. Nói chung câu chữ mình biết cái gì, nếu mà mình viết hay hay hợp phong thủy, hợp đúng cái nỗi đau của họ thì họ bắt đầu họ bấm xem thêm và họ để lại thông tin. Đó là cái logic về mặt hành vi của người dùng ha. Anh hôm nay anh chỉ các bạn về tâm lý học hành vi luôn á, cái môn học Thanh học cũng được, bây giờ ứng dụng rất là nhiều hết các bạn. Rồi và quyết định là họ để lại số ha. Số 2 á là khách hàng người ta cần cái gì các bạn, người ta cần ảnh thật và đẹp. À, người ta cần ảnh thật và đẹp. Thì nếu mà bạn không có cái tấm ảnh thật nào thì tốt nhất là bạn nên là tấm ảnh đẹp đi trước cái đã. Thì mình sẽ tách ra thành hai ý, ý đầu tiên là ảnh thật và đẹp. Và đẹp ở đây là sao, là nó gần gũi và nó không quá lung linh. Lý do mà Thanh nói 75% các bạn buổi này các bạn chạy quảng cáo sẽ kém hiệu quả là vì cái chỗ này các bạn đều chọn số 2 hết. Cái hình số 2 là một hình nó đẹp nhưng mà nó không thật. Không thật là vì sao? Đây là cái hình nó quá chất lượng, nó quá lung linh đi. Và ngay từ đầu khi mà hãng mà tung ra cái dòng xe này vào đầu năm 2021 là họ cái bộ ảnh này nó đã tràn lan khắp các mặt báo rồi, thậm chí là nó có trước khi tung tất cả những cái trang như là xe hay là ô tô daily hay là những cái hãng khác, những cái trang khác nó nói rầm rộ cái này, thành ra cái hình này người ta nhìn đẹp thiệt, lung linh thiệt nhưng mà người ta bị chán, bị nhàm đi. Và hình này nó quá lung linh, nó quá là hãng, nó quá là thương hiệu đi. Thành ra cái hình số 2 này nó chỉ thỏa mãn được yếu tố đẹp thôi chứ không thật. Các bạn, hình này là hình đẹp nhưng không thật. Người đọc, người người xem người ta sẽ bị thích ngay từ ban đầu, nhưng mà đó là chuyện của hãng chứ người ta không mua. Thì bạn phải cho người ta cái thật. Thì ảnh số 3 là nó thỏa được yếu tố vừa đẹp vừa thật này, trong showroom đúng không, và đẹp ngay ngắn chỉnh chu. Còn số 1 thì quá xấu rồi mình bỏ qua đúng không, nhìn là bạn biết cái tấm này là nó không được duyệt rồi. Thì nó mới có cái ý số 3, nếu mà bạn ảnh của bạn không thật á, thì tốt nhất là nên đẹp. Có nghĩa là sao, không thật tốt nhất là nên đẹp, có nghĩa là ok nếu mà bạn không được tấm số 3 này, thật ra tấm số 3 này để chụp được cái tấm này và chỉnh ảnh cho nó đẹp thì cũng phải có kỹ năng một xíu, không phải cái chụp là được đâu. Và nếu mà tìm trên mạng thì tấm ảnh đẹp như vậy thì á, đây là cái tiêu chuẩn tốt nhất mà bạn có thể làm, cái tấm ảnh thật và đẹp ha.
Còn nếu mà bạn không làm từ tấm ảnh thật và đẹp như vậy thì tốt nhất là nó cũng nên là tấm ảnh đẹp, chứ đừng nói là tấm ảnh mà không thật và không đẹp, hoặc là thật nhưng không đẹp. Thật nhưng không đẹp thì nó lại giống như ta nói sự thật trần trụi á, cái này là thật nhưng không đẹp nè, còn cái này là đẹp nhưng không thật nè, tấm này là vừa thật vừa đẹp nè. Số 3, ảnh đẹp á đôi khi chỉ cần là ngay ngắn gọn gàng là ok rồi, nên là định nghĩa về cái đẹp ha. Ảnh thật và đẹp thì nó phải gần gũi, không cần quá lung linh, mà đẹp nó đôi khi nó không cần quá màu mè quá phô trương, mà nó cần ngay ngắn sạch sẽ gọn gàng. Để nếu mà nói về quá đẹp không, không quá đẹp, quá thật không, không quá thật, nhưng mà nhìn nó chỉnh chu ngay ngắn, góc trái góc phải góc trên góc dưới, nhìn nó rất là cân bằng, nhìn tấm hình vô người ta thích liền, người ta có cảm tình liền đó. Giống như là Thanh, thật ra Thanh cũng đâu phải quá đẹp trai đúng không, hơi hơi thôi cũng được thôi, nhưng mà mình sạch sẽ, mình gọn gàng, mình lên đồ là cái thứ đó thì nhìn nó cũng thật và tạm được. Ok à, và mình cứ cố gắng mình chỉnh chu. Các bạn biết những ngày đầu mà Thanh làm video á, Thanh không được về đâu, bây giờ ráng cố gắng lắm mới lên được, tốt được phong độ như giờ các bạn.